Hình Ngân và Linh Hương chào mừng quý vị đang đến với chương trình sale khủng nhất năm Black Friday. Wow, đây là một chuỗi chương trình mà chắc chắn các quý khách hàng đang đợi mong, tại vì cả thế giới chúng ta đều mong đợi cái Black Friday này. Và thường ở những nơi mua sắm, trung tâm mua sắm lớn, trong những dịp Black Friday là các cô chú anh chị biết đấy, xếp hàng từ đêm đến sáng, xếp hàng từ ngày đến đêm là có luôn, để chúng ta có thể săn được những cái mặt hàng mà mình yêu thích với mức giá được giảm rất khủng. Thì tại đây hôm nay, khi mà các cô chú anh chị đang bật tivi nhà mình lên và đang nhìn thấy Huỳnh Ngân và Linh Hương, thì chắc chắn chúng ta cũng không thể bỏ lỡ dịp này rồi, Black Friday. Và sản phẩm nào sẽ được giảm tới 50% trong khung giờ này đây ạ? Chúng ta nhìn một cái có khi chúng ta đã biết luôn rồi Ngân ơi. Dạ. Cái hộp màu xanh lá này này là rất quen thuộc với các cô chú anh chị nhà mình rồi. Nhưng đã bao giờ mình được mua với cái mức giá tiền trăm chưa ạ? Tại vì tất cả những lần trước nó xuất hiện, nó đều là tiền triệu ạ. Còn bây giờ nó sẽ là tiền trăm nha. Và cái số lượng ngày hôm nay kèm theo quà tặng chắc chắn là sẽ chỉ có trong Black Friday mà thôi. Dạ, và quý vị ơi, đặc biệt là với chương trình này, chúng ta sẽ mua một hộp và được tặng một hộp với cái size nhỏ hơn quý vị ha. Sản phẩm chính của chúng ta là 100 viên uống glucosamine của nhà Costa. Và quà tặng là tặng thêm cho quý vị một hộp 30 viên nữa, y như sản phẩm chính. Và quà tặng hấp dẫn không kém tiếp theo đó chính là hai cái hộp kem nhau thai cừu, giúp cho chúng ta có thể là cấp ẩm dưỡng da và làm cho chúng ta có thể rạng rỡ hơn, tươi trẻ hơn thông qua làn da ngày một mướt mịn. Và quà tặng hấp dẫn này cùng với cái mức giá giảm 50% này sẽ là điều mà Huỳnh Ngân mong là quý vị không bỏ lỡ trong thời gian phát sóng 60 phút của chương trình hôm nay nha. Bây giờ bắt đầu nhấc máy đặt hàng liền vẫn còn kịp. Và xin được bật mí mức giá cho 100 viên uống glucosamine của nhà Costa kèm với cái chính sách hoàn tiền gấp 10 lần nếu quý vị phát hiện sản phẩm không phải nhập khẩu từ Úc. Và quý vị đang thắc mắc, nói là tiền trăm thì có khi nào là 999.000 không? Dạ không ạ, là tiền trăm, nhưng mà con số sẽ bắt đầu là con số 5. Wow. Dành cho những ai gọi điện thật nhanh để đặt hàng ở đầu chương trình, mình mới giữ được mức giá này và giữ được nguyên bộ quà tặng nha. Đây ạ, đây chính là một hộp glucosamine sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Úc luôn. Và những viên uống glucosamine này là của nhà Costa, một thương hiệu rất quen thuộc rồi. Hôm nay chúng ta chỉ mua với mức giá là 599.000 đồng thôi, tặng thêm một hộp nữa nhỏ hơn để tiện mang theo mọi lúc mọi nơi, trong lúc chúng ta đi chơi, đi công tác, đi đâu đó nha. Rồi đặc biệt sẽ có thêm hai hũ kem dưỡng nhau thai cừu. Đây chính là sản phẩm đặc trưng của nhà Costa mà rất nhiều khách hàng tại VTV Hyundai muốn mua riêng lẻ nhưng không bán nha. Sản phẩm này là sản phẩm chất lượng có hạn, số lượng ít và đợt này rất là khó nhập về, cho nên nó sẽ trở thành những món quà tặng trong dịp đặc biệt mà thôi. Và Black Friday lần này là một dịp đặc biệt như vậy ạ. Chúng ta được mua chọn một bộ sản phẩm chính lẫn quà tặng đều, sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Úc của nhà Costa và cam kết hoàn tiền gấp 10 lần nếu không phải sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Úc. Vậy tại sao hôm nay sản phẩm này xuất hiện? Tại vì các vấn đề về xương khớp luôn luôn làm chúng ta lo lắng, đúng không ạ? Ví dụ mình cần bổ sung dịch khớp mình làm thế nào đây? Hay là mình thấy là tổn thương, sưng đau ở các cái vùng khớp, chúng ta đã có cái giải pháp nào bao giờ chưa ạ? Để khớp của chúng ta vận động trơn tru, khỏe mạnh thì chúng ta cũng đã có những cái thực phẩm nào, dinh dưỡng như thế nào cho cơ thể của mình rồi. Thế thì ngay bây giờ sẽ là một trong những cái dòng sản phẩm thuộc tập đoàn Star Combo, thương hiệu Costa rất lớn, rất nổi tiếng của Úc và trên toàn thế giới luôn. Nhà máy sản xuất đạt chuẩn GMP, thương hiệu nổi tiếng toàn cầu và 100% hàng chính hãng sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Úc, cam kết hoàn tiền gấp 10 lần nếu không phải sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Úc. Dạ, và đây là sản phẩm đã được xác nhận công bố sản phẩm bởi Bộ Y tế Việt Nam, cho nên mình sẽ hoàn toàn yên tâm khi mang về sử dụng quý vị ha. Với công dụng rất là rõ ràng, bổ sung dưỡng chất cho khớp, mô sụn, hỗ trợ để khớp vận động một cách linh hoạt và đặc biệt phù hợp với những người bị thoái hóa khớp, viêm khớp hoặc là bị trường hợp đau khớp nè ha, hoặc là khô khớp, khớp nghe lão xạo, thì đó là lúc mà chúng ta cần phải có một cái nguồn dinh dưỡng bổ sung. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đây là viên uống gọi là thực phẩm bảo vệ sức khỏe đó quý vị, mang đến cho chúng ta nguồn dinh dưỡng từ glucosamine, một cái thành phần rất quan trọng để có thể là bồi đắp cho cái mô sụn, là cái phần đệm màu trắng trắng nó nối giữa cái ổ
hộ khớp của chúng ta. Quý vị có thể nhìn thấy ngay từ cái hình ảnh minh họa cho sản phẩm. Mỗi một hộp viên uống glucosamin của nhà Costa đều có dán tem chống hàng giả của Bộ Công an. Quý vị hoàn toàn có thể dễ dàng, mình có thể cào cái lớp tráng bạc ra để rồi mình xác nhận được đây có phải là hàng chính hãng hay không quý vị nha. Và người người nhà nhà đã tin dùng glucosamin của Costa rồi. Bởi vì sao? Qua quá trình sử dụng đó, quý vị chúng ta thấy cái phần màu trắng nè, cái phần đệm giữa cái ổ khớp của chúng ta đó, nó đang được bồi đắp từ từ. Những cái tế bào mô sụn nó đang từ từ được sản sinh, nó làm lấp đầy những cái phần mà đã bị bào mòn trong quá trình chúng ta lão hóa. Có rất nhiều những cái nguyên nhân dẫn đến thoái hóa khớp quý vị ơi. Và khi mà thoái hóa khớp nó sẽ làm gì ạ? Đây, nó sẽ làm cho cái phần màu trắng đó nó bị mòn đi, nó bị hao đi. Và cái quá trình mà chúng ta ăn uống bồi bổ có đầy đủ các dưỡng chất là glucosamin thì nó sẽ giúp cho cái phần đệm sụn này được duy trì theo thời gian, để cho ông bà, cho cha mẹ ở nhà lúc nào cũng có thể thoải mái với các hoạt động như là tưới cây nè, chăm sóc vườn tược nè, rồi chơi đùa cùng với con cháu. Và một khi mà chúng ta bớt đi được cái cơn đau do khớp rồi thì quý vị mới có thể là dành thời gian và tập trung vào cái công việc mình, tập luyện thể dục thể thao, hay đơn giản hơn là để mình có thể tận hưởng được cuộc sống. Và đơn hàng ngày hôm nay Huỳnh Ngân thấy là nghiên cứu về cái số lượng nó rất là ấn tượng cho gia đình mình luôn quý vị ơi. 120 viên uống cho một hộp như thế này. Mức giá bình thường quý vị mua là phải trên 1 triệu quý vị ơi. Thậm chí là mình thấy có những cái lúc mình đã từng giới thiệu những cái hộp viên uống glucosamin của nhà Costa lên tới 1.200.000 đồng. Dạ, và lúc đó thì quý vị khán giả vẫn đặt hàng rất là nhiều. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái hàm lượng glucosamin ở trong mỗi một cái viên uống nó rất là cao. Mỗi ngày mình chỉ cần dùng một viên thôi quý vị. Dạ, ghi rất rõ trong nhãn phụ của sản phẩm luôn, mỗi ngày chỉ cần dùng một viên thôi. Và ngày hôm nay thì mình mua một hộp lớn 120 viên, mình dùng được 4 tháng đúng không ạ? Nhưng chưa dừng lại đó, tặng thêm cho quý vị một tháng dùng miễn phí nữa. Có nghĩa là tặng thêm 30 viên uống nữa cho cái hộp nhỏ là quà tặng của chương trình này quý vị ha. Mang về 150 viên uống glucosamin và thêm 2 hộp kem dưỡng nhau thai cường cũng đến từ Costa luôn. Quá hấp dẫn, quá tuyệt vời, và nhanh tay đặt hàng liền bây giờ để không bỏ lỡ cơ hội này quý vị nha. Chính xác ạ, để được giảm 50% cho một bộ sản phẩm nào đó thì các cô chú anh chị cũng biết rằng là nhiều khi nhà cung cấp, tức là nhãn hàng Costa, cũng đã phải cân nhắc rất là nhiều. Nếu những sản phẩm của họ đã và đang rất nổi tiếng và chúng ta đã từng mua rất nhiều lần glucosamin rồi, thì chúng ta biết là cái combo được bán ra trong chương trình bình thường đa phần nó là tiền triệu. Nó là tiền triệu, con số ít nhất là phải từ 1 triệu trở lên. Nó có thể là 1.090.000 đồng. Có những ngày nó sẽ là 1.200.000. Có những ngày nó còn hơn như vậy. Nhưng mà hôm nay là Black Friday, là một cái cơ hội mua sắm mà nổi tiếng trên toàn thế giới, ai cũng canh me ngày này hết trơn á. Thế nên là được giảm 50% thì cũng là một cái cách để chúng ta có thể gọi là hòa chung với cái không khí mua sắm của cái ngày Black Friday này. Thì mình sẽ chi ra có 599.000 đồng thôi. Hương thì nghĩ rằng nhiều khi nhá, cái con số 500 hay là 1 triệu nó không phải là vấn đề. Mà cái vấn đề ở chỗ là chúng ta đang sử dụng sản phẩm này và chúng ta thấy nó củng cố cái gì cho sức khỏe của mình kìa. Nhiều khi nhá, mình mua những cái sản phẩm chỉ 200-300 ngàn, nhưng mà mình thấy nó chẳng giải quyết cái vấn đề gì cho sức khỏe của mình cả. Và sau đấy lập tức mình sẽ chuyển sang một cái giải pháp mới. Tại vì mình cần là cần cái gì, mình chi tiền ra là mình cần bổ sung cho sức khỏe của mình đúng không ạ? Đành rằng là săn sale, đành rằng là chúng ta có những cái sản phẩm cần phải mua trong cái khung giờ giảm giá. Nhưng không có nghĩa là giảm giá là nó không chất lượng. Giảm giá ở đây, giảm 50% này cũng không phải là hàng tồn kho, cũng không phải là mặt hàng mà chuẩn bị thay đổi bao bì, vỏ gì cả. Mà đơn giản chỉ là một cái cách để chúng ta bình thường. Mình không chi được tiền triệu tại vì lúc đó mình còn quá nhiều khoản phải chi tiêu. Thì canh đến cái Black Friday này để mình chi tiền trăm nhưng vẫn được hàng xịn. Hàng y chang như những lúc chúng ta mua tiền triệu. Hoàn tiền gấp 10 lần cho các cô chú anh chị nhà mình nếu sản phẩm không phải sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Úc. Và nhắc tới nhà Costa thì ai cũng biết rồi ạ. Bất kỳ một cái hộp viên uống nào nó liên quan tới thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà nhìn thấy cái chữ Costa một cái thôi là cô chú anh chị nhà mình cũng cảm thấy rất là yên tâm rồi. Tại vì nó cũng đồng hành với cả khách hàng VTV Online cũng lâu lắm rồi ạ. Rất lâu rồi. Và hôm nay là những cái hộp viên uống glucosamin. Glucosamin này ở trong nó có luôn cả chondroitin sunfat. Nhưng mà cái hàm lượng glucosamin nó sẽ nhiều hơn. Tại sao nó lại nhiều hơn ạ? Tại vì nó đánh vào các cái vấn đề. Ví dụ Hương thì Hương thấy rằng là nhiều cô chú anh chị bây giờ ấy, mình bị thoái hóa khớp rồi. Tất nhiên là đã trải qua thăm khám bác sĩ nha. Và mình đã được kết luận là mình thoái hóa khớp này. Hoặc là các cái vấn đề về dịch khớp của mình hiện tại nó không còn trơn tru, nó không tái tạo được nữa này.
thì mình vẫn phải duy trì tuân thủ theo cái liệu trình mà bác sĩ đã kê đơn. Bên cạnh đó, Hương có thấy rất nhiều người uống thêm cái glucosamine này, tại vì nó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thành ra nó bổ sung và nó phục hồi. Cái phục hồi ở đây nó là tái tạo ạ, có nghĩa là các cô chú anh chị đã bị khô khớp rồi à, mình bị thoái hóa khớp là chắc chắn mình đau. Đau là bởi vì sao? Đau là sụn nó mất rồi. Và cái dịch khớp nó cũng không còn tái tạo để nó bôi trơn nữa rồi, cho nên mình rất đau. Và khi mình đau như vậy á, thì làm thế nào để mình có thể hết đau? Mọi người sẽ nghĩ tới thuốc giảm đau đúng không ạ? Nhưng mà cái đấy phải bác sĩ kê đơn mình mới được dùng. Và trong trường hợp mình viêm quá, viêm sưng quá, sưng rồi thì mới được kê những cái đó. Còn cái thực phẩm bổ sung nó sẽ hỗ trợ cái gì? Nó sẽ hỗ trợ tái tạo. Đã bị viêm, đã bị sưng, đã bị thoái hóa thì mình cần quá trình phục hồi. À, sau cái liệu trình điều trị mà bác sĩ kê đơn cho mình rồi nha, thì mình lại phải cần ăn uống tầm bổ để mình phục hồi lại, để mình tái tạo lại cái phần sụn, tái tạo một cách từ từ, mỗi ngày chậm rãi ít một thôi ạ. Thì cái glucosamine của nhà Kutsa này nó đang giúp chúng ta có thể là hoàn toàn hỗ trợ, gọi là mỗi một ngày một viên đi nha, thì chúng ta sẽ có cái hàm lượng glucosamine nó coi như là một cái dưỡng chất, cái thức ăn cho cái phần khớp để tái tạo cái sụn này, tái tạo cái màng hoạt dịch bên ngoài này, để cho khớp của chúng ta nó trơn tru hơn. Và khi nó đã trơn ý, thì nó sẽ không va vào nhau, nó không cạ vào nhau, nó không ma sát vào nhau nữa, thì mình sẽ không đau nữa. Đấy là lý do tại sao mà cái hàm lượng glucosamine nó sẽ nhiều hơn là cái chondroitin sulfat. Ở một vài giai đoạn thì mình lại cần củng cố cả hai thứ này bằng nhau. Nhưng nếu chúng ta sợ rằng cái tình trạng thoái hóa khớp của mình sau này nó có thể là sẽ bị tổn thương nhiều hơn, do là từ trước đến nay mình không tầm bổ gì cho cái phần sụn này cả. Thế ai cũng hỏi là thức ăn cho sụn là cái gì? Thì mình có nhiều cách để mình ăn những cái đồ mà gọi là ăn gì bổ nấy đấy ạ. Không biết là Ngân đã nghe chưa, chứ thấy ông bà mình ngày xưa hay mách là ăn cái gì bổ cái nấy đấy. Dạ, thì ví dụ khi mình cần bảo vệ sụn thì mình sẽ ăn sụn, đúng không ạ? Ăn gì bổ nấy mà, thì đầu tiên. Mà đúng mà, thực ra ăn sụn là nó cũng có thể hỗ trợ, nhưng với điều kiện là phải ăn nhiều cơ. Ví dụ Hương thì chỉ ăn được sụn gà thôi ạ. Còn các cái phần sụn, ví dụ sụn sườn các thứ thì mình phải ninh nó thật là nhừ. Mà nhiều khi mình ninh nhừ quá cái dưỡng chất nó ra cái nước rồi. Dạ đúng. Mình cũng không lấy được hết các cái phần gọi là tinh túy của cái sụn đấy nữa. Đấy. Thế tại sao mà ở Úc người ta lại dùng cái này? Tại vì đấy, người ta khỏi phải ăn sụn. Thì người ta uống bằng cái này thôi ạ, là nó cũng đã có glucosamine rồi. Thế còn bôi trơn thì ví dụ để màng hoạt dịch nó tái tạo thì ăn cái gì Ngân? Cái gì mà nó có cái trơn trơn? Ngân thấy là thường là ở nhà mẹ cũng hay nói là ăn đậu bắp. Đúng hoặc rồi. Là ăn mồng tơi, tức là cái... những cái gì nó có nhớt nhớt, nhớt. Dạ, thì nó cũng sẽ hỗ trợ, gọi là cái đó là cái kinh nghiệm dân gian thôi, chứ mình thật ra cũng không có biết chính xác là những cái gì mà chúng ta đang ăn vào nó thực sự là phát huy được bao nhiêu công dụng. Ví dụ như mình vẫn biết đó quý vị, nếu mà đậu bắp hoặc là rau mồng tơi mà mình luộc lên á, là kiểu gì nó cũng có tác dụng nhiệt rồi, đúng không? Rồi cái nhớt đó đâu phải là ai ăn cũng thấy đúng. Thích đâu, có nhiều người ăn không có được. Và nếu mà ăn được thì Huỳnh Ngân hỏi có ăn được mỗi ngày hay không. Cái câu hỏi này Huỳnh Ngân nói là hỏi chơi cho vui, chứ không có ai ăn một cái món gì mà ăn duy trì từ ngày này qua năm nọ được hết. Nhưng mà cái lão hóa trong cơ thể thì nó có ngừng nghỉ cho mình được một ngày nào không? Chắc chắn câu trả lời cũng là không. Già đi là một cái tiến trình mà chúng ta không thể nào cản lại được. Không bao giờ mà có một ngày nào chúng ta không vận động, đúng không ạ? Ngày nào mình còn vận động và ngày nào mà cái phần khớp của mình nó vẫn còn đang bị mất đi dưỡng chất mỗi ngày do lão hóa, thì điều đó có nghĩa là mình đều cần phải cung cấp dưỡng chất cho phần sụn. Và nếu mà mình nói là nếu vậy thì sao đây? Câu trả lời có lẽ là mỗi quý vị cũng đều đã rất là trăn trở để tìm kiếm rồi. Huỳnh Ngân với Hương có khi mình còn trẻ, mình chưa đi vào cái khúc mà gọi là đau khớp. Đúng rồi ạ. Sưng khớp, viêm khớp thì mình kiểu còn hơi là kiểu chủ quan đấy. Bữa nào ăn được thì tốt, không ăn được cũng không sao. Nhưng với các cô chú đã đối diện với cái cơn đau rồi thì Huỳnh Ngân nói là phải uống thuốc giảm đau là cái điều mà cô chú gần như là phải đối diện và đúng phải chấp rồi. Nhận. Tuy nhiên Huỳnh Ngân nói như thế này ạ. Câu chuyện này là của gia đình Huỳnh Ngân nha. Bà nội của Huỳnh Ngân là coi như là đau khớp mà nó biến dạng khớp luôn quý vị, tức là lưng bà còng xuống như vậy luôn quý vị, đó là một dạng của biến dạng khớp ha. Rồi cái chân, cái đầu gối nó sưng lên, các ngón tay ngón chân gần như là nó không có bình thường, lành lặn bình thường quý vị ơi, mọi hoạt động đều rất là khó khăn, đau đớn, thậm chí là không hoạt động gì cả nó cũng là một cơn đau. Nhưng Huỳnh Ngân nói thật luôn, khi mà Huỳnh Ngân là mang những cái sản phẩm mà có glucosamine về cho bà nội uống thử, trong đó là có sản phẩm Costa nhà mình ha, thì bà nội Huỳnh Ngân gần như là nói là trời, cái gì mà nó
tuyệt vời quá vậy? Cái gì mà dù bà nội dùng cái từ là cái gì mà sao mà nó hay dữ vậy? Sao uống vô mà nó đỡ đau vô cùng? Và Ngân nói thật, đối với các ông bà lớn tuổi mà nội cái chuyện là nó đỡ đau ha, thì đã là một cái điều mà mình cảm thấy rất là may mắn rồi, rất là hạnh phúc rồi. Đỡ đau thì mới ăn được, đỡ đau thì mới ngủ được, đúng không ạ? Rồi đỡ đau thì sao? Nếu như mà ông bà chưa bị biến dạng khớp nhiều thì sao? Đỡ đau chúng ta lại có cái động lực để mình tập thể dục. Bắt đầu mình ra mình tập dưỡng sinh, mình cặp cây quạt, mình múa tới múa lui. Đó là một cái cách để mà chúng ta đang nuôi dưỡng khớp thông qua việc là mình ăn uống đầy đủ nè, mình nghỉ ngơi nè, rồi bắt đầu là mình tập luyện nhẹ nhàng nè, thì chắc chắn là nó cần có sự hỗ trợ của những sản phẩm như glucosamine của Costa ngày hôm nay đó ạ. Và sản phẩm này là sản xuất và nhập khẩu nguyên hộp từ Úc, tức là mặt hàng mà được nhập khẩu nguyên hộp, gọi là nguyên đai nguyên kiện luôn đấy ạ. Thì đầu tiên là chúng ta yên tâm về chất lượng nha. Ở Úc á, thì họ rất là quan tâm tới những cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Cam kết hoàn tiền gấp 10 lần này là để các cô chú anh chị yên tâm rằng khi mình mua hàng ở đây, đã nói là hàng chính hãng là nó chính hãng đấy ạ. Nó từ Úc thật sự luôn, chứ không phải là mình phải hoang mang lo lắng theo kiểu là ôi Linh Hương mang về cho Ngân một hộp từ Úc, là bạn Hương đi Úc về xong bạn Hương cũng nghe một người nào đó nói là ừ cô vừa đi Úc cô mang cái này cho Hương này, xong Hương lại cho cái này cho Ngân này, thì nhiều khi mình sẽ cân nhắc một tí xíu. Nhưng mà trên nền tảng mua sắm như thế này này thì các cô chú anh chị biết là để lên truyền hình nói những cái thứ như vậy nó đâu có dễ dàng đâu ạ. Thế thành ra mình cứ yên tâm. Bởi vậy khách hàng không phải là chỉ trong Black Friday đâu. Hương biết là trong những ngày bình thường nếu thực sự mình có nhu cầu mình vẫn mua nó. Nhà Costa này này, nếu mà các cô chú anh chị để ý nhá, kể cả những cái tiệm thuốc Tây lớn, các cái pharmacy lớn không phải là của riêng Việt Nam chúng ta, ở nhiều nơi luôn, trên thế giới luôn, thì họ cũng đã có những cái sản phẩm này được bày bán. Và ở Việt Nam mình, ví dụ mình thử đi, mình cứ thử ví dụ gần hiệu thuốc nhà Hương, gần nhà Hương có luôn những cái sản phẩm của Costa. Và thông thường mình mua một cái lọ nhỏ nha, không phải là cái 120 viên đâu ạ, hình như là cái lọ mà mình tặng thêm cho nhau 30 viên này này, nó cũng là 300-400 ngàn rồi, nếu mà đúng là hàng Úc thật. Tại vì thường ở các cái tiệm thuốc Tây và những cái nơi mà người ta được cung cấp các cái sản phẩm cũng là để phục vụ cho sức khỏe ấy, thì người ta cũng phải nhập một cái số lượng nào đó nhất định về, và giấy tờ cũng phải là chuẩn chỉnh thì người ta mới được bán cái đó ở trong những cái nơi được gọi là tiệm thuốc. Bởi vậy cho nên khi người ta nhập một cái số lượng, ví dụ vài chục hộp để ở trong đó thôi, vì mỗi ngày không phải người ta bán được một cái số lượng nhiều những người mua cái này ở tiệm thuốc, nhưng mà vài chục hộp thì giá thành nó sẽ đắt hơn là mình nhập vài trăm ngàn hộp. Đó, thế bởi vì là VTV Hyundai thì là đối tác thân thiết của Costa, một lần nhập hàng thì cái số lượng nó sẽ rất là nhiều. Và cũng là bởi vì đối tác nữa, chúng ta cũng đi đơn rất nhiều cho nhà Costa trong vài năm qua, nên cái giá thành chắc chắn nó sẽ mềm mại hơn. Và trong những cái dịp được gọi là shopping season như này này, trên thế giới thì người ta có một cái mùa mua sắm, và trong cái mùa mua sắm đó nó sẽ có một cái ngày mua sắm, đó là Black Friday, là cái ngày mà được giảm giá sâu, giảm giá khủng, tới nỗi mà ai cũng phải canh me chờ đợi, thức từ đêm đến sáng, từ sáng đến đêm chỉ để săn một hoặc hai món đồ mà mình rất yêu thích. Thế thì cái yêu thích đấy nó là cái bên ngoài đó, còn bây giờ cái bên trong của mình này này, mình có sức khỏe để mình săn sale không này, mình có sức khỏe để mình xếp hàng chờ đợi như thế không này, thì phụ thuộc vào xương khớp mình nó có chắc khỏe không. Đấy, thì Hương cũng nghĩ là cái nền tảng nó vẫn phải là từ bên trong ra. Cho nên ở đâu gọi là thời trang, túi xách, mỹ phẩm, chứ ở đây thì các cô chú anh chị yên tâm, nó từ bên trong ra ngoài. Đấy, đây là một trong những cái sản phẩm như vậy có mặt trong Black Friday để chúng ta củng cố những cái thứ từ sâu bên trong mình. Thì cái này nó dành cho khớp nha. Nếu mà các cô chú anh chị nghĩ rằng là mình uống cái này để chắc xương thì cũng không hẳn đâu ạ. Nó chỉ là một cái gọi là hỗ trợ bổ sung cho cái phần sụn và cái phần bôi trơn của khớp. Nghe thì chỉ là thì nghĩ là nó đơn giản, nhưng thực ra nó rất quan trọng luôn. Nếu mà không có cái chỉ là nhỏ nhỏ này này thì cái khớp của mình nó đâu có vận động linh hoạt. Mình mà cử động như Hương bây giờ hoặc đứng như Ngân với Hương này thôi là nãy giờ là chắc là sụm luôn rồi. Không thể nào mà đứng trên giày cao gót, đúng không? Đúng rồi, khi mà mình đứng ở trên cái mặt phẳng bình thường thôi là cái phần khớp gối của mình nó đã chịu bao nhiêu là xíu, mà nó rất quan trọng. Đó, nó là gọi là cái gì ạ? Nó giống như cái bản lề vậy đó cô chú anh chị. Bây giờ mình uống sữa để bổ xương, Huỳnh Ngân tin là cô chú anh chị đã có cái ý thức đó từ rất là lâu rồi, bởi vì mình thấy là rất là nhiều thông tin báo đài nhắc chúng ta là cần phải bổ sung canxi cho xương, đúng không ạ? Nhưng mà đây bây giờ Huỳnh Ngân hỏi, khi mà quý vị đi lại thì cái nào là cái mà nó hoạt động, cái nào mà nó bị bào mòn ạ?
Thực ra xương á, nó bị bào mòn khi mà mình té, mình chấn thương thì mình mới thấy là cái tác hại của nó vô cùng nguy hiểm, là nó sẽ gây ra gãy xương. Nhưng còn cái chuyện mà mình nhúc nhích nè, mình co, mình duỗi nó khó khăn nè, bây giờ mình muốn ngồi xuống đứng lên nó cũng đau đớn nè, thì nó lại là cái câu chuyện của khớp đó quý vị. Giống như cái bản lề để nối một cái cửa, bây giờ cái cửa nó có chắc chắn cỡ nào đi chăng nữa mà cái bản lề nó đã bắt đầu bị rỉ sét rồi thì sao ạ? Thì nó cũng sẽ làm cho chúng ta không mở được cái cửa. Và những cái con số mà quý vị đang nhìn thấy trên màn hình đó, những cái bài báo cho chúng ta thấy là những cái tỷ lệ người Việt Nam mắc các triệu chứng liên quan đến khớp thì nó rất là nhiều. Và nếu mà nó gây biến dạng khớp như vậy là cái chuyện mà coi như là rất là nặng nề rồi ha. Thậm chí có những cái trường hợp ở những cái khu vực khớp mà nó ảnh hưởng đến cái quá trình đi đứng nằm ngồi quá nhiều á, ví dụ như khớp gối nè, khớp háng nè, thì thậm chí là cái quá trình đó gọi là phải bị thay khớp luôn. Dạ, thì cái lúc đó mình thấy là lúc đó mình chỉ ước ao một điều là quay trở lại cái thời điểm mà tôi còn có thể uống được những cái viên giảm đau, tôi còn có thể uống được những cái viên để mà bồi bổ, bồi đắp dần dần cho cái phần đệm sụn của chúng tôi. Ôi, chứ để đến lúc mà chúng ta cần phải có những cái dấu hiệu cảnh báo là đi thay khớp rồi thì quý vị ơi, tiền trăm triệu thì chưa chắc nó có mang lại cho chúng ta cái khả năng vận động hiệu quả. Và còn có rất là nhiều những cái trường hợp là gì? Tuổi quá lớn rồi, bác sĩ cũng không khuyến khích, thậm chí là cũng không dám để mà thực hiện những cái ca phẫu thuật mà để mà thay khớp nhân tạo nữa quý vị. Thay vào đó thì bây giờ mình hãy bồi bổ đi, ngay bây giờ, không có lúc nào tốt cho bằng lúc này, để mình có thể kịp thời mang đến những cái nguồn dưỡng chất. Đây quý vị ơi, glucosamine nè, nó sẽ bắt đầu làm cho cái phần đệm sụn màu trắng trắng đó, nó được bồi đắp dần dần ha. Đó, nó dày lên, nó hạn chế được cái quá trình đầu xương va vào nhau. Rồi những cái chỗ nào đã bị mất nè, đã bị thoái hóa nè, đó, nó sẽ được bồi đắp để dần dần quay trở lại cái khả năng vận động linh hoạt cho khớp của chúng ta ạ. Chúng ta biết rằng là những cái sản phẩm mà uống vào cơ thể á, thì cô chú anh chị sẽ rất là lăn tăn. Lăn tăn ở đây là thứ nhất là nguồn gốc này, thì ở đây là sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Úc rồi. Về tới Việt Nam cũng cần phải có những cái kiểm định của Bộ Y tế Việt Nam mình nữa. Còn ở bên Úc á, thì thực ra về khí hậu này, đất đai này, con người này, nói chung là đều rất là niềm mơ ước của nhiều người đúng không ạ? Tại vì thứ nhất là họ rất là khỏe mạnh, môi trường của họ xanh sạch. Và những cái sản phẩm của nhà Costa thì lại quá nổi tiếng, không phải chỉ ở riêng thị trường Úc, từ cái khâu sản xuất thôi. Mình mà đi tham quan nhà máy mình cũng sẽ thấy luôn là đóng gói bao bì rất là chỉn chu, cặn kẽ, nhà máy đạt chuẩn GMP. Và những cái này á, là khi chúng ta biết đến Costa ngày xưa thì không biết là các cô chú anh chị có nhớ không? Nó chính là những cái viên uống sữa ong chúa đấy ạ. Cái thời đầu tiên mà chúng ta biết đến những sản phẩm của Úc mà mua sắm trên truyền hình thì nó chính là những cái viên uống sữa ong chúa của nhà Costa. Thế sau đấy khi mình tiếp cận với sữa ong chúa rồi, mình mới phát hiện ra là nhà Costa còn quá nhiều những sản phẩm tốt cho sức khỏe. Và chúng ta mới tiếp cận thêm. Thì sau đấy mới đến là những cái viên uống dành cho sức khỏe. Và đặc biệt nổi tiếng chính là cái glucosamine này. Khi nhắc tới sản phẩm của Costa là chúng ta nhắc luôn có một cái dòng sản phẩm hỗ trợ tái tạo mô sụn khớp và cái dịch khớp cho chúng ta rất là tốt, đó là glucosamine. Ngoài ra thì Costa còn có rất nhiều những cái sản phẩm làm đẹp nhá. Đấy, và hôm nay mình cũng được tặng là những cái sản phẩm như vậy đấy ạ. Thế thì mình cứ yên tâm, đây là hàng chính hãng này, hoàn tiền gấp 10 lần nếu phát hiện sản phẩm không phải là sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Úc. Các cô chú anh chị cứ yên tâm, nhắc tới nhà Costa, nó là một cái thương hiệu rất lớn của tập đoàn Starcombo nổi tiếng trên toàn thế giới rồi. Thế nhưng mà bởi vì hôm nay là Black Friday, một trong những dịp mua sắm mà ưu đãi rất khủng khủng nhất trong năm nay, đó thì mình phải kể tới chính là cái Black Friday này. 599.000 đồng chúng ta mua được một hộp to, tặng cho mình thêm một hộp nhỏ là gì ạ? Glucosamine. Đó, to nhỏ này đều là glucosamine nha, nó chỉ khác về cái số viên ở bên trong thôi ạ, để chúng ta mang theo, mang lại cho nó dễ. Và ngoài ra có thêm hai món quà tặng nữa, đó chính là hai cái hộp kem dưỡng nhau thai cừu cũng rất nổi tiếng của nhà Costa. Dạ, và quý vị ơi, khi mà chúng ta mua hàng trong Black Friday thì đó là một cái điều quá tuyệt vời khi được giảm 50% cái giá của sản phẩm rồi. Lại còn có bộ quà tặng cực kỳ ưng ý. Ưng ý ở đây là ai có nhu cầu mua glucosamine mà được tặng thêm glucosamine là nó quá đúng mục đích, đúng không ạ? Nhưng cái ưng ý thứ hai mình Ngân phải kể là hai cái hộp kem dưỡng da nhau thai cừu này cũng của Costa quý vị ơi. Và mình Ngân nói thật là mình Ngân biết đến Costa đầu tiên là thông qua cái hộp kem nhau thai cừu này á, chứ không phải là qua cái viên uống omega hay là những cái viên uống gọi là sữa ong chúa đâu ạ.
Huỳnh Ngân lần đầu tiên được biết đến CoStar là thông qua cái hộp kem dưỡng da Nhau Thai Cừu. Và lúc đó là cái làn da của mình nó là ở độ tuổi còn trẻ đó. Huỳnh Ngân cảm nhận được cái sự rất là rõ rệt của cái việc mà mình cung cấp cái độ ẩm. Và thực ra là nó làm cho cái làn da mình nó khỏe nè, nó trẻ nè. Và nó không có sợ cái tình trạng dị ứng. Bởi vì thời điểm đó đó là da của Huỳnh Ngân là cái da rất là dễ nổi mụn khi mà sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm. Mà nó có những cái hoạt chất nó quá là mạnh đi. Vậy thì lúc đó Huỳnh Ngân đã nói là trời ơi, sao mà có một cái loại kem dưỡng mà nó lành tính mà nó tốt cho cái làn da mình đến như vậy. Cho nên là dấu ấn của Huỳnh Ngân về CoStar là từ khi Huỳnh Ngân còn nhỏ. Và Huỳnh Ngân rất là ưng cái sản phẩm này. Sau này thì khi mà trải nghiệm qua tới cái là viên uống sữa ông chúa thì mình lại càng mê hơn. Nhưng mà bắt đầu thời gian trôi đi quý vị ơi, thì những cái nhu cầu cơ thể của mình nó lại thay đổi. Trước đó thì mình thích làm đẹp ha. Mình thích làm cái gì mà cho mình nhìn mình có cái vẻ tươi tắn trẻ trung nè. Nhưng mà bắt đầu đến khi qua cái độ tuổi 35 rồi thì Huỳnh Ngân lại bắt đầu tìm đến với những cái sản phẩm nào mà để làm cho mình khỏe từ bên trong khỏe ra. Thì quý vị biết rồi đó, với ông bà cha mẹ ở nhà, nếu như mà đã quan tâm đến cái sức khỏe của cái phần hệ khớp thì ai ai cũng biết glucosamine uống là để bổ khớp, giống như canxi là để bổ xương. Vậy thì bây giờ làm sao để vừa bổ được cả xương vừa bổ được cả khớp? Đó là chúng ta cần phải ăn uống đầy đủ các dưỡng chất. Và nếu như bây giờ chúng ta đang gặp cái tình trạng đau khớp rồi, làm cho mình không thể nào vận động được rồi, thì đừng quên bổ sung thêm dưỡng chất từ glucosamine cho Huỳnh Ngân nha. Và glucosamine như quý vị nhìn ngay từ bao bì của sản phẩm luôn, mình thấy ngay là hình ảnh một cái ổ khớp. Dạ, và cái ổ khớp này nó đang có một cái dấu hiệu là sưng đau, đúng không ạ? Dạ, vậy thì bây giờ làm sao? Đầu tiên là mình hạn chế cái tình trạng sưng đau nè. Sau đó là gì ạ? Mình bồi bổ dần dần cho cái phần đệm sụn để giảm đi những cái tình trạng thoái hóa và tổn thương diễn ra nhiều hơn. Dạ, và đó là cái lúc mà chúng ta mỗi ngày dùng một viên uống glucosamine của nhà CoStar nha. Và khác với một số sản phẩm là một ngày chúng ta thậm chí phải dùng 2-3 viên, dùng 2-3 lần. Tức là có thể nâng cái số viên uống mỗi ngày là từ 6 đến 9 viên luôn. Thì ở đây quý vị thấy ngay trong cái nhãn phụ của sản phẩm ha. Mà nói về nhãn phụ thì mình phải khoe luôn. Dạ, sản phẩm nhập khẩu chính ngạch đó quý vị, được công bố và xác nhận bởi Bộ Y tế Việt Nam á, thì mới có cái phần tem nhãn phụ như thế này bằng tiếng Việt. Cho cô chú anh chị nhà mình coi qua một cái là mình yên tâm liền ha. Dạ, còn đây bao bì sản phẩm thì sao? Dạ, quá chuẩn rồi ha. Lại còn có thêm đây một cái tem chống hàng giả của Bộ Công an. Và đây có thêm một cái phần gọi là trắng mã cào á quý vị. Có một cái lớp trắng bạc nè. Quý vị về cào cái lớp trắng bạc ra. Mình sẽ nhắn cái mã số xuất hiện ở đằng sau lớp trắng bạc đó đó. Mình gửi vào cái tổng đài có ghi ở trên cái tờ tem này cho mình luôn. Rồi sau đó mình sẽ nhận được một cái tin nhắn xác nhận đây có đúng là cái hàng chuẩn nhập từ Úc hay không. Và như vậy thì quý vị thấy là mua một đơn hàng mà nó có rất là nhiều những cái gọi là để cho mình yên tâm á quý vị, là một trong những cái yếu tố mà tại sao sản phẩm bán tại VTV Hyundai nó lại có được một cái số lượng người mua nhiều đến như vậy. Rồi chưa kể là gì, bán ở tại đại lý thì chỉ bán được cho người dân khu vực đó thôi. Nhưng bán tại VTV Hyundai là bán cho 63 tỉnh thành khắp cả nước. Nhanh tay đặt hàng đi cô chú anh chị ơi, với cơ hội hấp dẫn chỉ có trong Black Friday và vẫn giữ cho mình cam kết hoàn tiền gấp 10 lần nếu quý vị phát hiện sản phẩm không phải nhập khẩu từ Úc. Cả sản phẩm chính lẫn quà tặng là đều sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Úc luôn. Hai hộp glucosamine, một hộp to, một hộp nhỏ nha. Mình mua hộp to, mình được tặng một hộp nhỏ ạ. Thế xong mình lại được tặng thêm cả hai hũ kem dưỡng Nhau Thai Cừu, coi như là ở trong là khớp khỏe rồi này, thế là cơ thể tươi tắn rồi ha. Thì chúng ta dưỡng da thêm tí chút. Thì cái này á, Hương nghĩ là nhiều người mới nhìn thì lại tưởng rằng là chỉ tặng cho nữ được, nhưng mà thực chất nha, có rất nhiều các bạn nam, các anh là vẫn đang dùng những cái sản phẩm để cấp ẩm cho làn da. Thực ra không phải là do mình điệu đà gì đâu ạ, mà có những cái lúc ấy, mình rất là cần cái diện mạo của mình, cái làn da của mình nó cũng thể hiện cái sức khỏe. Tất nhiên bên trong mình khỏe thì da mình nghiễm nhiên là căng rồi, có thể là không trắng, có thể là không mịn màng, nhưng mà ít nhất một cái làn da căng mướt thì nó cũng thể hiện một cái sự gọi là đủ đầy từ bên trong đó, nhìn trông nó cũng phong độ. Hương thì Hương thấy rằng là có nhiều người bây giờ, kể cả các bạn nam trẻ, chúng ta đã bắt đầu có ý thức trong cái công cuộc gọi là dưỡng da. Dưỡng da ở đây không phải là để mình đẹp long lanh như các bạn nữ, mà cái vấn đề ở chỗ là cái diện mạo của mình lúc nào nó cũng tươi sáng. Đấy, thì nhìn vào một cái thôi, kể cả nam hay là nữ mà da rẻ mà cứ căng căng mướt mướt ấy, thì chúng ta nhìn chúng ta cũng thấy nó có cái ấn tượng hơn là một làn da mà sập sệ, nhăn nheo, xong rồi nám, rồi khô, đúng không ạ? Thế thì sức khỏe của mình nó sẽ hiện lên cái mặt mình đầu tiên ạ. Hương thấy những ai mà bị đau lưng này, đau gối này, kiểu như là đứng lên ngồi xuống mà mình không được linh hoạt ấy, thì
thì cái mặt mình đúng thật là nó cũng không tươi tắn đâu. Có những ngày Hương cũng như vậy á. Tức là phụ nữ thì mình lại bị một cái là lão hóa đến nhanh hơn nha, mình nhìn thấy nhanh hơn là nam giới. Chắc là do mình có sinh nở thì đó chị. Cũng có thể là do như vậy nữa. Thành ra là chúng ta sẽ thấy là mình soi gương cái thôi là mình thấy là da rẻ này, rồi kể cả xương, xương khớp của chúng ta là cái mà báo hiệu luôn cho chúng ta là cái tuổi già nó ập đến hay chưa ấy. Nhưng mà đấy là do mình quan niệm thế thôi, chứ thực chất thì chúng ta có phải chịu đựng các vấn đề này hay không thì nó phụ thuộc nhiều vào cái thói quen này, ăn uống này, sinh hoạt nữa nha. Ví dụ các chị em, các cô hay đi giày cao gót không ạ? Hay là nhiều khi chúng ta cũng không đi giày cao gót đâu, nhưng mà chúng ta trước đây mình không bổ sung các dưỡng chất cho khớp của mình, thì kể cả mình làm những cái công việc nhà ở nhà thôi, chân đi rất bệt thôi, rồi thậm chí là đứng lên ngồi xuống lau nhà bình thường thôi, mình cũng thấy bị đau. Thế thì mình đau là một chuyện, nhưng mà khớp của mình nó cử động mà nó lại còn kêu nha, lạo xạo lục sục nha. Thế xong đêm mình trăn trở nha, mình nằm trằn trọc nha, rồi sáng dậy là mình mãi mới ra được khỏi giường, ngồi lên được rồi thì mãi mới đứng được dậy. Đấy, thì mình phải xem là cái khớp của mình nó đã thực sự là khỏe chưa ạ, và nó đang thiếu cái gì. Nhiều khi tập luyện thể dục thể thao mình cũng không thể nào mà tập trọn vẹn được. Vì sao? Vì những cái cơn đau khớp nó sẽ hoành hành. Và khớp mà khó vận động là khó di chuyển, khó bê vác rồi ạ. Nằm thẳng, đứng thẳng thì câu chuyện của xương, nhưng mà để co chân lên, gập người xuống, bê cái gì đó, vươn vai hay là tay mình cầm nắm thì nó lại là phụ thuộc vào khớp đó. Cái khớp nó rất quan trọng, tưởng nó nhỏ thế thôi nhưng mà nó lại chịu trách nhiệm phần lớn trong tất cả những cái vận động của chúng ta. Vậy thì cái khớp mà nó thiếu đi phần sụn ấy, là xương nó va vào nhau ạ, xương nó sẽ bị tổn thương. Nếu nó không có sụn để đỡ ở giữa thì tất cả những cái đầu khớp đó nó sẽ bị toàn là xương va vào nhau thôi, cho nên mình bị đau, mình bị thấy tiếng kêu và mình sẽ thấy nó sưng, nó tấy lên nếu như mình ở những cái giai đoạn như là thoái hóa khớp này, biến dạng khớp này, thì cái đấy nó rất là nguy hiểm. Cái gì cũng vậy, khi mình phát hiện ra những cái mà nó nhỏ nhỏ nhưng mà mình lại chủ quan thì nó sẽ trở thành vấn đề lớn thôi, và cái hậu quả nó cũng nghiêm trọng như nhau cả thôi ạ. Thế thì bây giờ mình đang có một cái giải pháp để chúng ta có thể cho khớp thức ăn ạ. Xương thì mình hãy cho nó ăn canxi ạ, nhưng mà khớp thì chúng ta hãy cho nó ăn glucosamine để cái phần sụn nó được tái tạo, để cái phần bôi trơn nó cũng sẽ được tái tạo luôn. Thế là coi như mình đang tra dầu tra nhớt cho xe đó Ngân. Dạ kiểu đúng vậy rồi. Xong rồi mình còn thấy là cái chỗ nào mà nó bị mòn á thì mình bổ sung chất để cho cái chỗ đó nó đầy đặn, nó dày dặn lên. Cụ thể ở đây là mình bổ sung được dịch khớp nè, rồi mình sẽ bổ sung cái mô cho phần đệm sụn khớp nè, để nó hạn chế những cái tổn thương và sưng đau, giúp cho mình có thể vận động một cách trơn tru nè, linh hoạt hơn. Và quý vị ơi, đây là một cái sản phẩm mà Ngân nghĩ là chúng ta rất là yên tâm để mua về dùng. Đây là thương hiệu Costa của nước Úc quý vị ha, nổi tiếng toàn cầu luôn. Và nhà sản xuất đạt chuẩn GMP, thực hành sản xuất tốt thuộc tập đoàn Star Combo của nước Úc, sẽ mang đến cho chúng ta một cái sản phẩm mà chuyên dụng dành cho người mà đã gặp tình trạng về khớp rồi. Cụ thể ở đây mình đã bắt đầu bị thoái hóa khớp rồi ha. Và đây là sản phẩm mà quý vị mang về mình yên tâm, nhập khẩu trực tiếp từ nước Úc và có cam kết hoàn tiền gấp 10 lần nếu quý vị phát hiện sản phẩm này không phải nhập khẩu từ Úc. Và người người nhà nhà đã rất yên tâm tin dùng trong suốt một cái thời gian dài vừa qua. Để làm sao đây? Mình có thể làm mỗi ngày dùng một viên có hàm lượng glucosamine HCL là 1500mg để có thể bổ sung dưỡng chất cho riêng phần khớp và phần mô sụn, hỗ trợ khớp mình có thể vận động một cách linh hoạt hơn, phù hợp với những người đã bị thoái hóa khớp, viêm khớp hoặc là bị khô khớp, đau khớp, thì chúng ta nên mua liền sản phẩm trong chương trình ngày hôm nay. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đây là thức ăn riêng dành cho phần sụn khớp của mình. Và nếu cô chú anh chị kịp thời đặt hàng trong Black Friday, mình đang có một cái chính sách ưu đãi cực kỳ là hấp dẫn luôn. Và quý vị ơi, giảm 50% mang mức giá cho bộ sản phẩm ngày hôm nay về đầu năm mà thôi ạ. Mua một hộp 120 viên uống glucosamine, tặng thêm 30 viên uống glucosamine và tặng thêm 2 kem dưỡng da nhau thai cừu. Mà mức giá chỉ còn 599.000 đồng, nhanh tay đặt hàng quý vị nha.
Chúng ta đang quay trở lại với Black Friday. Và đây chính là một chương trình mà phải nói rằng là các cô chú anh chị nhà mình có thể rất chờ đợi. Vì sao? Vì có những sản phẩm trước đây chúng ta mua tiền triệu, ngay bây giờ trong Black Friday chúng ta mua tiền trăm. Mà trăm này là trăm nhỏ xinh nha. Hương với Ngân thì hay có những cái câu kiểu như là trăm mà đằng sau mà có xxx kia là chúng ta sẽ thấy nó tiểu học thôi, ý là nó rất nhỏ thôi, chứ nó không phải là 900, nó không phải là 999, mà nó chỉ có 599.000 đồng thôi cho đơn hàng này. Là chúng ta đã có một giải pháp để có thể bổ sung dưỡng chất cho phần khớp. Nhưng ai sẽ cần ạ? Ai cũng cần. Trưởng thành lên muốn bảo vệ khớp không bị khô, lúc nào cũng có sụn đầy đặn, và cái chất bôi trơn nó luôn được tái tạo, mình cũng có thể dùng được sản phẩm này. Lớn hơn nữa rồi, chúng ta cần củng cố, gọi là nếu có lỡ mất đi một vài phần sụn do thoái hóa, do oxy hóa của cơ thể diễn ra, thì chúng ta cũng nên củng cố cái glucosamine này. Lớn tuổi thì có dùng được không ạ? Thì lại càng nên dùng. Tại vì đây chính là cái giai đoạn mà gần như tất cả các bộ phận trong cơ thể của chúng ta, nếu để nạp dưỡng chất thì nó sẽ tiếp thu được rất là ít qua cái đường ăn uống. Thế thì chúng ta phải bổ sung bằng những cái viên uống thực phẩm bảo vệ sức khỏe, để cái hàm lượng nào đó mà bình thường trong thức ăn mình không thể nạp nó nhiều được thì mình sẽ nạp bằng các cái viên này. Và ở Úc thì người ta uống cũng như là ăn, thì các nước tiên tiến bây giờ đa phần là như vậy ạ. Thức ăn của họ chính là những cái viên uống thực phẩm bảo vệ sức khỏe, và đây là glucosamine của nhà Costa, sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Úc, đang được giảm tới 50% trong Black Friday. Vậy cho nên đơn hàng này trước đây các cô chú anh chị nếu có nhìn thấy khả năng nó sẽ là tiền triệu, 1 triệu mấy đấy ạ. Thì bây giờ nó chỉ còn có 599.000 đồng thôi. Và chúng ta sẽ thấy mình mua được một hộp to. Đây ạ, là một cái hộp này 120 viên glucosamine của Úc nhá. Tặng cho các cô chú anh chị một hộp nhỏ này. Tặng tiếp 2 hộp kem dưỡng nhau thai cừu, cũng rất là nổi tiếng của nhà Costa luôn. Cả đơn hàng này ngày hôm nay tính ra đúng là mình đang được giảm tới gần 50% luôn rồi còn gì ạ. Tại vì bình thường mình mua phải 1 triệu mấy, 1 triệu mốt đâu. Lần rẻ thì chắc cũng là 1.090.000 đồng. Đó. Thế thì chúng ta có một cái giải pháp như vậy rồi thì Hương mới kể câu chuyện lúc nãy. Hương với Ngân nói chuyện với nhau ngay đầu giờ trước khi ghi hình cái số sản phẩm này. Hai chị em mới nói tới câu chuyện săn sale. Tức là Black Friday là một cái dịp săn sale mà, tức là săn những cái mặt hàng được giảm giá. Thì Hương mới bảo tại sao nó liên quan tới cái khớp. Nói thật với các cô chú anh chị, kể cả cái thao tác mình bấm điện thoại để chốt đơn trong tất cả các nền tảng mua sắm, cái khớp của mình nó cũng phải linh hoạt lắm đấy. Tại sao Ngân đã mua hụt rất nhiều cái đầm trong những lần mà người ta sale sốc? Cũng bởi vì kiểm tra xem là tay, là khớp là có linh hoạt không. Đây, chính xác. Nhiều khi em thao tác cái tên của mình lên, hoặc là em ấn cái mã của cái sản phẩm đấy, mà cái tay em cứng hơn cái người mà khớp linh hoạt, em cũng đã đánh chậm hơn rồi. Dạ. Đúng không nào? Đấy. Thực tế mà nói là cuộc sống này đôi khi là đó, đôi khi là phải là những cái sự chớp lấy thời cơ. Dạ. Nhưng mà nếu như bây giờ sao cái câu ông bà nói là gì ạ? À, cờ tới tay ai người nấy phất. Rồi. Nhưng mà bây giờ quý vị hình dung đi, bây giờ cờ tới tay mà phất không nổi, chuyện đó là chuyện có xảy ra nha. Chính xác ạ. Dạ, đó là sao ạ? Đó là bởi vì bình thường chúng ta không chăm sóc cho cơ thể của mình, nhất là với cái hệ vận động. À, nói về cái chuyện mà cái ngón tay mà bấm điện thoại không nổi, nhiều cô chú nói chứ trời ơi tụi con nói có quá không, còn trẻ mà làm gì dữ vậy. Là khớp đấy ạ. Dạ, thực ra là mấy bạn trẻ cũng có vấn đề về khớp nha. Đúng ạ. Đặc biệt là khi mà chúng ta gọi là cứ quen một cái thói quen cầm cái tay điện thoại như vậy nè. Và là bắt đầu là gì, là cái phần khớp, những cái phần nối giữa hai cái xương nè quý vị, mà bắt đầu mình nhúc nhích nhiều quá ha, mình bấm điện thoại nhiều quá, thì nó có một cái điều éo le là vậy. Nếu mà mình không vận động gì hết á là nó hại cho khớp. Đúng. Nhưng mình vận động nhiều quá nó cũng hại cho khớp. Vậy thì coi như là một số người là sẽ tùy theo cái công việc đặc thù của mình mà họ sẽ có những cái tổn hại cho những cái vị trí khớp khác nhau. Ở đây thì với những cái người trẻ mà suốt ngày mà ập mặt xuống cái điện thoại nè, một là đau cái khớp cổ nè, hai là đau cái khớp ngón tay nè. Đúng rồi. Dạ. Rồi thí dụ như là với các cô chú mà lúc mà còn trẻ là cứ phải là ngồi lâu hoặc là đứng lâu ha, rồi bắt đầu là phải mang vác nặng bê ha vác, hoặc là khi mà chúng ta đi chợ đi như mẹ Huỳnh Ngân á, trời ơi sách mà mình Ngân nói ủi sao mẹ sách nổi vậy, mà đi xa lắm kìa. Đúng, đi cả một quãng đường đây. Đó mà sách rất là nặng luôn. Mà quý vị để ý đi, nhớ giùm Huỳnh Ngân từ ngày coi chương trình này nha, sách cái gì nặng mình phải chia ra hai bên cho đều, tại vì nó hại cùng một lúc hai bên thì hai bên nó san sẻ với nhau, nó đỡ tổn thương hơn là mình sách một bên thật là nặng rồi nó sẽ làm cho cái phần khớp ở chỗ đó, cái phần sụn ở chỗ đó nó mất đi theo thời gian. Và thậm chí có những lúc mà mình nói nha, cái phần sụn nó bị mẻ đi á quý vị, rồi bắt đầu là sao, nó mòn đi ha, bắt đầu nó để lộ những cái đầu xương nó va vào nhau, thì như quý vị có thể nhìn thấy cái hình ảnh là nó sẽ làm
cứng cái phần khớp đó. Có nghĩa là mình muốn co, co không được. Mình muốn duỗi, duỗi không xong. Đây, quý vị nhìn nha, cái màu kem kem là cái phần xương ha. Mà cái màu trắng trắng là cái phần sụn ha. Cái phần sụn mà nó bị bào mòn theo thời gian thì sao ạ? Bắt đầu nó lộ cái xương ra. Và hai cái xương này nè quý vị, đó nó chạm vô nhau. Cái phần màu trắng này mà nó mỏng đi thì chuyện gì xảy ra? Hai cái xương đụng vô nhau thì nó gây đau. Những cái phần sụn mà nó vỡ ra, nó trở thành một cái ổ viêm ở trong cái ổ khớp đó, thì nó sẽ làm cho chúng ta đau đớn nè. Rồi cái tình trạng mà viêm nó kéo dài nè, cái bao hoạt dịch nó bắt đầu là gọi là nó cạn đi nè, thì hai cái đầu xương chạm vào nhau rồi nó cứng lại, lúc đó còn co còn duỗi gì được nữa hay không? Tình trạng mà nhiều cô chú nói là sao co cái ngón tay lại nó khó khăn quá, hay là gặp cái đầu gối xuống nó đau quá, nó cứng quá. Dạ, đó là do thiếu cái phần đệm sụn đó. Vậy thì bây giờ đặt hàng sản phẩm ngay hôm nay, mình uống mỗi ngày cho Huỳnh Ngân, duy trì uống giùm Huỳnh Ngân nha. Một đơn hàng mình uống được 5 tháng. Một đơn hàng mình duy trì mình uống 5 ngày tháng. Ngày chỉ cần viên thôi ạ. Đúng rồi, sau đó bắt đầu là cô chú anh chị sẽ cảm nhận được rất nhiều sự thay đổi ở trong các cái khớp trên cơ thể của mình. Quan trọng là có đặt hàng kịp Black Đúng Friday rồi. Không? Đợi hết cái chương trình này quay trở lại mua một đơn hàng chỉ có 120 viên, mức giá là 1.200.000. Ngày hôm nay 599.000, 150 viên đó quý vị. Huỳnh Ngân đang rất là gọi là mạo muội là cộng luôn là cả 30 viên quà tặng vào. Rồi chưa kể là hai hộp kem nhau thai cừu. Chị là Hương có biết là nếu mà mình đi ra bên ngoài mua kem nhau thai cừu một hộp cũng phải là tiền trăm rồi đó chắc chị. Chắc chắn mấy trăm luôn á. Dạ. Nếu mà đúng là sản phẩm của Costa, sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Úc. Bởi vậy cho nên mới có cam kết hoàn tiền gấp 10 lần đấy ạ. Chúng ta hoàn tiền gấp 10 lần là để có thêm niềm tin cho việc mua sắm tại đây là hàng chính hãng ạ. Nhiều khi nha, mình mua tiền nhiều hơn cả như thế này nhưng mà nó không chính hãng thì tiền mất tật mang nhé. Thế nên các cô chú anh chị để ý này, chỉ có trong Black Friday thôi. Dịp này thì tất cả các nền tảng, tất cả các nơi chúng ta sẽ đều thấy có những cái màn sale sốc. Tuy nhiên để mà có thể chúng ta gọi là mua được những cái mặt hàng vừa chuẩn này nhưng mà giá lại vừa tốt này thì có lẽ đây là cái cơ hội hiếm hoi. Các cô chú anh chị biết rằng là khi mà mình mua một cái sản phẩm nào đó mà cái sản phẩm mà lại không phải là hàng chính hãng là một này. Thế và chúng ta cũng yên tâm một điều là như này này. Mua tại VTV Hyundai á thì cái khâu kiểm định ấy nó rất là khắt khe luôn. Nhiều khi á chưa kịp đến Ngân với Hương đâu ạ thì giấy tờ của các cái bộ phận kiểm duyệt cũng đã phải trải qua rất là chuẩn chỉ rồi. Bởi vậy cho nên các cô chú anh chị cứ yên tâm rằng là mình mua hàng lần này á, thứ nhất là vừa được giá tốt, thứ hai là hàng chính hãng này, cam kết hoàn tiền gấp 10 lần nếu không phải sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Úc. Và một trong những cái mà nỗi lo của rất nhiều khách hàng đó chính là khi mà mình uống thực phẩm bảo vệ sức khỏe á mà mình chi rất nhiều tiền xong lại không thấy cái công dụng cho sức khỏe của mình nó là bao nhiêu. Thế bởi vậy cho nên phải mua hàng chính hãng là vì như vậy. Phải là hàng chính hãng thì mình mới yên tâm được về cái chất lượng này, kể cả hàm lượng bên trong. Thì cái này nó là glucosamine 1500 HCL, tức là các cô chú anh chị biết là cái HCL 1500 này nó gần như là một cái tính định lượng của cái glucosamine có trong những viên uống này. Và với cái định lượng và hàm lượng như vậy nó khá là ổn để cho những người kể cả đang trong cái giai đoạn gọi là thoái hóa khớp, cứng khớp, sưng khớp, khô khớp, chúng ta vẫn có thể bổ sung. Bổ sung để làm gì ạ? Để tái tạo lại cái phần sụn khớp của mình. Cho nên đối tượng sử dụng tính ra cũng rất là phong phú. Mình cũng không khoanh vùng là chỉ những ai đau khớp rồi, chỉ những ai sưng khớp rồi mới dùng đâu ạ. Mà kể cả những bạn trẻ nhá, chúng ta chỉ thấy chớm, có những cái tiếng kêu lạo xạo là mình cũng nên sử dụng luôn rồi. Dạ, để làm sao ạ? Để cho mình có thể là nuôi dưỡng từ ngày này qua ngày khác ha. Tránh cái tình trạng là gì ạ? Để bắt đầu là nó đã có những cái diễn tiến rất là xấu rồi thì lúc đó thậm chí chúng ta phải có nguy cơ là thay khớp. Dạ, bây giờ nè, mỗi ngày đi, mình thấy là mình đã có dấu hiệu của cứng khớp rồi, của khô khớp rồi, cảm thấy là đau nè, cảm thấy viêm, cảm thấy sưng thì chúng ta hãy bồi bổ cho khớp của mình. Song song với việc mình uống sữa thì chúng ta nên uống glucosamine quý vị nha. Để làm sao đây ạ? Đây, cái phần sụn khớp của mình nó sẽ không có bị mòn đi quá nhanh chóng. Dần dần bồi đắp những cái dưỡng chất cần thiết để cho cái phần đệm sụn nó có thể là duy trì theo thời gian. Nó phục vụ cho các hoạt động của chúng ta trong cuộc sống, đi đứng, nằm ngồi, làm việc, lao động, những cái công việc đòi hỏi phải co, phải duỗi các phần khớp. Mình Ngân hỏi thật với quý vị, đã gọi là hoạt động rồi thì có bao giờ mà mình gọi là không có co, không có duỗi không ạ? Hoạt động nào cũng cần đúng không? Bước đi thì cũng là phải là co, của duỗi, của biết bao nhiêu là cái khớp. Rồi để tay lên với tay xuống, hạ tay xuống với tay lên ha. Rồi tưới một cái cây nè, chăm một cái gốc nào đó. Đôi khi mình cầm một cái kéo, mình cầm một con dao thì quý vị thấy đó, nó đòi hỏi
hỏi những cái cử chỉ rất là linh hoạt của đôi bàn tay. Rồi cái chuyện mình thắt tóc cho con, cho cháu ha. Đó, rồi sao ạ? Mình vận động những cái việc gọi là vận động thô như là chạy bộ nè, như là đi xe nè. Như là để mà chúng ta có được những cái khoảnh khắc mà mình không có đau đớn thôi, để cái nụ cười mình rạng rỡ trên môi giống như những cái hình ảnh mà quý vị đang nhìn thấy đó. Thì Ngân nghĩ là đôi khi chúng ta phải cần rất là nhiều những cái gọi là hỗ trợ từ các sản phẩm mà nó mang đến cho chúng ta sự vận động linh hoạt. Vận động linh hoạt này á, các cô chú anh chị biết là nó phải có cả hai cái yếu tố nha. Glucosamine và chondroitin sulfat, nó là hai cái thứ bổ trợ cho nhau. Chondroitin sulfat này á, nó có rất nhiều ở cá mập. Tại vì cái con cá mập này nó có cái phần sụn đó, phần sụn của con cá mập thì nó có rất nhiều chondroitin sulfat. Và đa phần bây giờ tất cả những cái viên uống mà bổ sung cho khớp là người ta sẽ lấy chondroitin sulfat từ cá mập này, lấy glucosamine, và với một cái tỷ lệ được gọi là tỷ lệ vàng á, để chúng ta có thể là có được những cái dưỡng chất thức ăn dành cho khớp mà không cần, nhiều khi mình không đủ để mình bổ sung bằng cái đường ăn uống gọi là thực phẩm tươi hàng ngày chế biến á. Thì ở Úc người ta đã có những cái sản phẩm như vậy để hỗ trợ cho sức khỏe, kể cả về sắc đẹp luôn. Riêng về Costa là có cả những cái sản phẩm không chỉ khỏe mà còn đẹp. Phải kể tới đầu tiên, và cái thời sơ khai Costa đến với Việt Nam chúng ta chính là viên uống sữa ông chúa. Sau đó là tới Omega, rồi mới hơn bây giờ chính là glucosamine. Thế thì tất cả những cái sản phẩm này và rất nhiều sản phẩm khác nữa, thậm chí họ còn có rất nhiều những cái loại kem dưỡng da nhá, rồi là những cái thức uống mà dành cho sắc đẹp không thôi á. Thì ngày hôm nay cái phần quà tặng mà các cô chú anh chị có được trong cái đơn hàng này này, cũng là một trong những cái sản phẩm rất nổi tiếng của nhà Costa, là cái kem dưỡng nhau thai cừu. Tất cả những cái trung tâm thương mại lớn tại Úc này, hay là những cái hội chợ thương mại lớn ở Úc này, mình sẽ đều nhìn thấy những cái sản phẩm của Costa được bày bán. Tại vì nó thuộc tập đoàn Starcombo rất lớn luôn. Các cái pharmacy lớn, hay là thậm chí chúng ta về đến Việt Nam mình cũng vậy thôi. Mình mà thử tìm hiểu mà xem có đúng là Costa rất nổi tiếng không. Đấy, những cái viên uống hay là những cái chai collagen bây giờ ấy của Costa cũng rất nổi rồi. Thế và ngày hôm nay thì cái đơn hàng này của chúng ta là một cái điểm đặc biệt là cả sản phẩm chính lẫn quà tặng luôn, đều sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Úc, tức là full combo này của mình vừa được giảm 50% chỉ có trong Black Friday. Mình vừa được nhận hàng chính hãng, cả sản phẩm chính lẫn quà tặng luôn là đều đến từ Úc. Bởi vậy cho nên ý, mình luôn phải cam kết với nhau, cam kết mạnh mẽ, cam kết nhiều lần. Đây này, hoàn tiền gấp 10 lần luôn cho các cô chú anh chị ạ. Nếu sản phẩm không phải sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Úc và nói điều này cũng như là in cái bảng này ở đây thì phải trải qua một cái bộ phận kiểm định kiểm duyệt rất là khắt khe. Thế nên mình cứ yên tâm, nếu mình lăn tăn về nguồn gốc thì bây giờ mình có thể là dẹp cái nỗi lo về nguồn gốc rồi. Nguồn gốc xuất xứ là chuẩn hàng chính hãng rồi ạ. Thế bây giờ cái lo của mình là gì ạ? Là sắp hết giờ. Thật sự. Chính xác. Hương bây giờ chỉ lo là sắp hết giờ. Và hết giờ ấy thì khẳng định luôn với các cô chú anh chị là cái đơn hàng này của chúng ta nó sẽ lập tức trở về tiền triệu. Đây là con số mà đã rất quen thuộc rồi ạ. Costa mà viên uống glucosamine, chúng ta có bao giờ mua được tiền trăm đâu. Thực sự trong Black Friday mình mới mua được tiền trăm. Mà bình thường tiền trăm thì các cô chú sẽ hình dung trong đầu là 899. Rẻ hơn nữa chắc là 799. Còn nếu không chắc chắn nó là 990. 999 là những con số rất quen thuộc đúng không ạ? Không, hôm nay nó là 599. 599.000 đồng thôi. Mình đã có cái đơn hàng này rồi. Một hộp to tặng một hộp nhỏ, tặng hai hộp kem dưỡng, tất cả đều đến từ Costa của Úc luôn. Dạ, và khẳng định là Black Friday là cái dịp mua sắm mà coi như người dân toàn thế giới người ta chờ đợi. Bởi vì trong dịp này mình mới có được những cái mức giá giảm cực sốc. Và hôm nay sốc thiệt quý vị ơi, 599.000 đã mang về được một cái hộp lớn những cái viên uống glucosamine của Costa, 120 viên nè. Tặng thêm 30 viên nữa, y chang sản phẩm chính nha, chỉ là số lượng ít hơn. Và tặng thêm hai kem dưỡng da nhau thai cừu. Quý vị ơi, một cái bộ sản phẩm ngày hôm nay Huỳnh Ngân nói là mang đến cho tất cả mọi thành viên trong gia đình của mình, những cái người mà đã có cái vấn đề về khớp đó, chúng ta sẽ có thể có được cái sự giải quyết một cách rất là hiệu quả cái tình trạng đau nhức, sưng, cứng, khô cái phần khớp của gia đình mình. Và ở nhà mình ai đang có những cái dấu hiệu khô, cứng, sưng, viêm? Dạ, Huỳnh Ngân nghĩ là bắt đầu từ độ tuổi trưởng thành, bắt đầu khi mà chúng ta đã có những cái quá trình gọi là vận động sai cách nè ha, hoặc là chế độ sống tĩnh tại nè, hoặc có khi là chúng ta vận động quá nhiều thì đều có thể trở thành những cái đối tượng mà Huỳnh Ngân đang đề cập tới. Cái quá trình mà mình thoái hóa khớp đó quý vị, đôi khi nó cũng không hẳn là do cái quá trình chúng ta vận động hoặc là sinh sống mà sai cách đâu. Thực ra là đôi khi chỉ cần chúng ta lớn tuổi rồi thì cái quá trình lão hóa nó là tự nhiên, nó sẽ diễn tiến.
Vậy thì vấn đề ở đây là làm sao để mình có thể cho cái quá trình thoái hóa nó chậm lại ở cái phần khớp thôi. Để bây giờ mình 50 nè ha, hay mình 70 tuổi ha, mình cũng sẽ có thể là có được cái sự tự thân vận động, tránh cái tình trạng là đôi khi mình sẽ trở thành gánh nặng cho những người thân yêu trong gia đình. Bởi vì sao ạ? Cứ đau nhức tối ngày, rồi làm sao mà phụ con phụ cháu để mà họ nấu nướng nè, để mà trông coi những cái đứa cháu trong nhà. Và bây giờ thì vấn đề lão hóa ha, thoái hóa ở phần khớp nó cũng đang dần trẻ hóa nữa quý vị. Nếu như bây giờ mình nhìn thấy là ông bà cha mẹ của mình ở nhà ha, đi cầu thang cảm thấy đau nè ha, vậy thì bản thân chúng ta đã bao giờ bước lên cầu thang mà phải dùng cái tay vịn cầu thang để trở thành điểm tựa để mà lên cầu thang chưa? Dạ, bởi vì cái phần khớp gối này nè, ngày qua ngày đều chịu đựng sức nặng của toàn bộ cơ thể. Rồi cái quá trình mà chúng ta ngồi lâu ở trong văn phòng đó, có khi nào làm cho cái phần khớp cổ của chúng ta ở cái đốt sống cổ đó quý vị, bắt đầu nó cũng trở nên cứng nè. Và có những cái bạn trẻ, cô chú anh chị để ý cho mình Ngân đi, ở nhà mình có đứa cháu nào mà lâu lâu nó sẽ bẻ cổ nghe kêu một cái rắc không? Đó, dấu hiệu của cứng khớp rồi đó, của khô khớp rồi đó. Và đó cũng là những cái lúc mà chúng ta cần phải nhắc nhở nhau rằng cần phải bổ sung dinh dưỡng cho sụn khớp. Và ở đây một cái giải pháp cho những cái ổ khớp mà đã có vấn đề quý vị ha, đó là glucosamine HCL. Glucosamine HCL của Costa ngày hôm nay mang đến cho quý vị có hàm lượng là 1500mg trong mỗi viên uống. Cho nên nó là một cái hàm lượng đủ để mỗi người trong gia đình chúng ta đó, nếu mà gặp vấn đề về khớp á, uống một lần một viên, một ngày chỉ cần uống một lần thôi. Và mình có thể yên tâm là với cái đơn hàng hôm nay mình mua về mình uống được là 5 tháng đó quý vị. Tại vì sản phẩm chính là mình uống 4 tháng nè, lại thêm một hộp 30 viên quà tặng nữa. 5 tháng như thế này ha, để rồi mình thấy các tế bào mô sụn của cơ thể mình đó, nó được bồi bổ dần dần. Để rồi làm sao ạ? Mình thấy hình như dạo gần đây nè, cái khớp mình nó ít kêu hơn. Rồi khi mà mình thay đổi tư thế đó, cái khớp mình không có bị cứng, không có cần mất một cái thời gian để từ từ cho nó linh hoạt trở lại. Và đó là cái hiệu quả mà sản phẩm đang phát huy. Rồi bây giờ quay lại cái chuyện mà nói về cái tuổi trẻ tuổi già. Hồi nãy mình Ngân nghe chị Hương nói cái sản phẩm ngày hôm nay nó rất là hay. Bởi vì nó có cái kem dưỡng để là dưỡng ở bên ngoài ha, hay mình gọi dùng cái từ là da, đúng không ạ? Vậy thì sản phẩm chính nó lại là cái dáng, đúng không ạ? Đúng. Nhất dáng nhì da. Tại sao mình Ngân nói là cái sản phẩm chính nó mang về cho chúng ta một cái dáng nhìn nó trẻ trung hơn? Bởi vì nó không có đau nhức đó, thì mình sẽ không có cái sự lọm khọm. Mình sẽ đi tới đi lui một cách rất là linh hoạt, nhanh nhẹn. Thường thường người ta sẽ nhìn cái sự nhanh nhẹn để người ta phán đoán cái tuổi tác của một người, đúng không ạ? Có nhiều người được khen là trẻ hơn tuổi. Một là nhìn cái dáng rất là nhanh nhẹn, hai nhìn cái làn da thì sao ạ? Nó đầy sức sống. Vậy thì bộ sản phẩm hôm nay mang đến cho chúng ta cả là dáng, cả là da. Quan trọng là cái mức giá thì có lẽ là còn ít phút cuối nữa thôi. Đúng, nó có thể ạ, quay trở lại đầu là tiền triệu và chưa chắc là có quà tặng xịn sò giống như là trong số phát sóng hôm nay đâu ạ. Đúng rồi, cho nên là nếu như được nhá, nếu mà bây giờ các cô chú anh chị mà cảm thấy rằng là cái đơn hàng này này, ví dụ nhà mình vẫn còn, Hương biết là cũng có thể là có nhiều khách hàng quen thì mình đang uống cái này rồi, nhà mình đang còn, thì nhiều khi mình bảo ôi vẫn còn như này thì còn lâu mới phải mua, nhưng cũng còn lâu mới có thể có lại được một cái mức giá như thế này. Hương nghĩ là nó đang từ tiền triệu mà nó xuống tiền trăm cũng không dễ dàng gì đâu ạ. Giảm 50% là chỉ có Black Friday mới giảm sâu như vậy thôi. Còn những chương trình khác thì có giảm không? Dạ có, nhưng mà chắc chắn nó cũng sẽ không thể tới được đến 50%. Tại vì chúng ta sẽ còn phải tính là gì ạ? Nhiều khi có những cái món quà dành cho các cô chú anh chị trong những cái đơn hàng đó ít khi nào hiếm lắm. VTV Online là cứ set up một cái bộ sản phẩm nào thì bao giờ cũng phải có một cái phần quà gì đó cho nhà mình. Thế thì hôm nay quà cũng là đến từ Úc luôn, cùng một thương hiệu luôn. Đó, hoàn tiền gấp 10 lần cho nhà mình luôn, cứ yên tâm mua hàng ạ. Nếu sản phẩm không phải sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Úc, và lần này cả sản phẩm chính, đây ạ, cái hộp to này nha, 120 viên glucosamine HCL 1500mg của nhà Costa sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Úc, tặng một hộp nhỏ ạ. Hộp này thì 30 viên, mình mang theo đi công tác, mang theo mọi lúc mọi nơi, tặng cho ai chưa bao giờ dùng, dùng thử cũng được ạ. Tặng tiếp hai hũ kem dưỡng nhau thai cừu, cái này rất nổi tiếng của nhà Costa, hiện tại không còn bán. Vì sao? Vì thứ nhất, nó đắt hơn rồi ạ, và nó hiếm để nhập về hơn rồi. Thế thành ra bây giờ chỉ có chương trình đặc biệt mới được tặng cái này thôi. Chứ nhiều người nhìn thấy cái này vẫn hỏi mua đấy ạ, nhưng mà không có một chương trình riêng nào bán cái hũ kem dưỡng nhau thai cừu này. Thế bởi vậy cho nên hôm nay Hương biết có nhiều đơn hàng nhiều khi mua là vì hai cái hũ kem dưỡng nhau thai cừu này nữa cơ. Và các cô chú anh chị để ý là mình chỉ còn khoảng hơn 4 phút cuối thôi nha. Black Friday là một chương trình đặc biệt, bởi vậy cho nên cứ hết giờ là hết luôn. Mã hàng sản phẩm đó, dù sản phẩm có còn rất nhiều trong kho, nhưng số lượng đã được ấn định chỉ bán trong khung giờ này là hết giờ, sẽ hết sạch luôn ạ. Hết là đóng toàn bộ mã hàng thì nó sẽ chuyển về một cái mức giá thông thường,
không trong một khung giờ đặc biệt nào thì combo giống như thế này nó sẽ rơi vào tiền triệu luôn ạ. Thế nếu các cô chú anh chị nào kịp thì mình cứ gọi điện thử xem bây giờ tổng đài có bận không. Chứ Hương nghĩ lúc này đây là tổng đài có thể là sẽ bận máy liên tục là một. Cái thứ hai nữa là nếu như mình đã có cái app đặt hàng thì mình đặt trên app cũng được cho nhanh ạ. Nó là cái ứng dụng đặt hàng á. Các cái nền tảng đặt hàng bây giờ thì đa phần nó cũng đã khá là hiện đại rồi, nên là các cô chú anh chị làm cách nào mà để mình đặt được nhanh trong cái khung giờ mà còn được cái giá tốt mà lại mua được hàng chính hãng luôn này. Lần này là vì là Black Friday chúng ta mới mua được như vậy, chứ còn thông thường thì mặt hàng này bán cũng rất là chạy, kể cả với giá tiền triệu. Thành ra cũng không phải là trong một cái đợt xả kho nào đâu ạ. Riêng thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì chúng ta lại không mong chờ xả kho, đúng không cô chú anh chị? Mình luôn luôn mua hàng mới chứ. Và giao cho mình đương nhiên là ngày sản xuất mới này, hạn sử dụng lâu dài này, và bao bì tem nhãn đầy đủ trên cái hộp luôn, mình có thể nhìn thấy. Kể cả tem chống hàng giả này, cho tới cái tem phụ bằng tiếng Việt, là bởi vì về tới Việt Nam của chúng ta á, nó sẽ có thêm một cái kiểm định của Bộ Y tế, Cục An toàn Thực phẩm đấy ạ, là cái sản phẩm này an toàn để uống, mới được dán một cái tem phụ bằng tiếng Việt lên mỗi một cái hộp sản phẩm. Thì về mình cứ kiểm tra xem có đúng không ạ. Và có cái cam kết hoàn tiền cho nhà mình rồi thì nhà mình cứ yên tâm đặt hàng nhá. Chúng ta còn khoảng 3 phút cuối cùng ạ. Dạ, 3 phút này thật sự mà nói là chúc mừng cho các cô chú nào kịp thời đặt hàng nha. Bởi vì Huỳnh Ngân nghĩ là không phải cô chú nào cũng may mắn xem được từ đầu chương trình để rồi có những cái đơn hàng thành công liền đâu. Đôi khi bây giờ mình mới bắt đầu mở tivi lên và mình nói là ồ, Huỳnh Ngân với lại Hương tại sao có vẻ thúc giục như vậy, và hình như cái sân khấu này nó hơi đặc biệt hơn bình thường ha. Nhìn nó giống như là một cái kho hàng, như là chúng ta đến tận kho đó quý vị, với cái mong ước là quý vị có thể là kịp thời đặt hàng trong khung giờ này. Chúng tôi đang mang đến một cái mức giá phải nói là giống như là mình đang săn hàng tận kho vậy đó. Và bây giờ là cái thời gian để cô chú mình tranh thủ đặt hàng nha, nghe qua cái mức giá coi thấy là có hợp lý hay không ha. Và một hộp viên uống glucosamin của thương hiệu Costa 120 viên, mức giá bình thường là 1.199.000 đồng. Hôm nay cô chú anh chị hình dung được con số giảm đang là 50%, nghĩa là chúng ta chỉ phải chi một mức giá 599.000 đồng để mang về 120 viên uống glucosamin. Nhưng bên cạnh vẫn là quà tặng xịn sò nha. Mình vẫn có một hộp quà tặng y như sản phẩm chính, nhưng mà nó có số lượng là 30 viên. Tặng thêm cho cô chú anh chị là hai hộp kem dưỡng nhau thai cừu nữa. Tất cả quà tặng và sản phẩm chính này đều đến từ thương hiệu Costa của nước Úc. Và có cho quý vị một cái cam kết để chúng ta hoàn toàn yên tâm về xuất xứ của sản phẩm này. Đó là cam kết hoàn tiền gấp bao nhiêu ạ? Dạ, gấp 10 lần. Cho quý vị phát hiện sản phẩm này không phải nhập khẩu từ Úc. Nhanh tay đặt hàng để có thể là tận hưởng tất cả những quyền lợi riêng có trong dịp Black Friday. Đây là một dịp mua sắm một năm mới có một lần, và quý vị thấy có những cái mức giá mang đến cho chúng ta sự bất ngờ. Như ngày hôm nay Huỳnh Ngân bất ngờ thật sự ạ. Chưa bao giờ Huỳnh Ngân thấy là cái sản phẩm Costa glucosamin mà có cái đầu trăm mà lại là 500 và 599.000 đồng mà vẫn đảm bảo có quà tặng xịn sò cho gia đình của mình luôn ạ. Quà tặng lại còn là cùng với cả thương hiệu sản phẩm chính luôn. Tức là nhiều khi chúng ta thấy mua nguyên một cái combo như thế này, nếu không phải là quà tặng thì đương nhiên nó phải là 1 triệu mấy 2 triệu rồi, nếu mà tính luôn cả hai cái hũ kem dưỡng nha. Thế mà hôm nay đơn hàng này của chúng ta có 599.000 đồng thôi, và thời gian lúc này là thời gian còn rất ít, được tính bằng giây ạ. Chúng ta đang có mặt tại Black Friday và chúc mừng tất cả những đơn hàng đã thành công của khung giờ này. Chúng ta đã được giảm trực tiếp 50% cho đơn hàng này rồi nha. Xin cảm ơn các cô chú và anh chị, và nếu như mà chúng ta cần quan tâm sản phẩm nào nữa thì cứ tiếp tục mở kênh để theo dõi nha. Bình Ngân và Linh Hương xin chào và hẹn gặp lại.